xin chào tất cả các bạn đã đến với kênh Becky đi. Thêm thêm thêm. Ngày hôm nay chúng ta có 4 cục hàng mới nha. Chúng ta sẽ cùng vui đó các bạn. Trong đây là đây đây. Graphomai. Wow! Fan của sticker của hình dáng công chúa búp bê đó hết rồi. Một bao mới luôn nha. To đùng luôn. Đây các bạn ơi. Nhiều lắm nha, toàn là sticker 2 tầng không đó. Đây nữa. Rồi đây nữa. Đây. Sticker rất là đẹp luôn. Nè, trời ơi, cô nàng này đeo có gương miệng nè. Wow, có sticker màu này nữa, lạ ghê nè các bạn ơi. Nhiều lắm nha, ở phía sau lại còn có tô màu rồi nữa nè. Rồi, nói chung là kỳ này về rất là nhiều sticker. Các bạn có thể mua lẻ hoặc là mua combo đều được nha. Wow, và có rất là nhiều trăm cào than. Bữa nay có trăm cào than tiên bướm rồi nữa nè. Đó, rồi này nữa. Wow, trăm cào than đủ kiểu hết luôn. Nè, các bạn xem nè. Wow, wow. Và ở đây thì sẽ là tranh này là tranh cát nha các bạn. Trời ơi, tranh cát về hình búp bê đồ, đẹp lắm luôn. Trong khi đó bên đây là tiếp tục khui nữa nè. Qua qua đây. Wow. Quạt nha các bạn ơi, bút quạt nha. Rồi, tiếp tục là sticker. Nhưng mà rất là nhiều mẫu, này là sticker dẻo nữa nè, sticker khổng lồ. Wow, cái này nó có ánh hologram luôn. Đó, nó có ánh chỉ hologram đó các bạn. Đây nữa nha, đẹp lắm, sticker dẻo á. À, trời ơi, sticker dẻo những cái mẫu mới xinh quá. Đây. Bạn nào mà thích sticker dẻo mà vừa rồi hết hàng á thì bữa nay mình đặt lại nha. Có quá trời nhiều luôn. Muốn đặt hàng thì gọi 0937899707 nha. Ở đây đang trời mưa cho nên là âm thanh nó hơi khó nghe chút xíu. Đó. Một nhà sticker luôn. Đó. Đó. Nhiều lắm nha các bạn. Một chồng như vậy rất là nhiều luôn. Rồi ở bên đây. Trời ơi các bạn có cái này là sticker luôn không? Ha, cũng là sticker nhưng mà sticker lụa nha. Sticker lụa. Đây để chúng ta coi có những cái mẫu nào. Ha, cái mẫu này là mẫu vừa có băng keo lụa nè, vừa có cái hình dáng lụa luôn đó. Đây nhiều lắm. Màu xanh, màu hồng. Hình công chúa nè, hình anime búp bê. Các kiểu luôn. Đó, đẹp lắm luôn nha. Đó. Ôi, có bắp ít, bắp ít. Rồi, đổ ra luôn cái đi. Bóp lâu quá. Wow. Trời ơi. Trời ơi. Có hộp màu rồi luôn này nha. Có bắp ít bơ. Bắp ít bơ rồi bắp ít trà sữa nha các bạn nha. Nè. Đó, bắp ít bơ, bắp ít trà sữa rồi bắp ít gì nữa không ta? Hai cái này là chính nha các bạn ơi. Wow wow. Tiếp theo là còn có bếp nhôm nè. Bếp inox. À, bếp này bếp inox xịn hơn nữa nha các bạn. Rồi à. À, bếp inox này là 350, còn cái này là 150 chứ lộn. Còn cái này là két sắt nha, két sắt để cho các bạn chuẩn bị đốt bếp đó, đốt bếp thì mình sẽ đựng tiền ở trong két sắt ha. Wow. Nói chung là bữa nay là khui sticker là chủ yếu đó các bạn ơi. Nhiều ha, tranh cát, tranh cào than, bếp inox. Quá trời luôn. Và video đến đây là kết thúc rồi. Hẹn gặp lại các bạn ở video sau nha. Các bạn muốn đặt hàng và xem chi tiết thì sẽ có một video chi tiết sau. Còn đặt hàng thì biết rồi đúng không? 0937899707. Ngoài ra thì các bạn xem nè. Ở shop còn rất là nhiều đồ cho các bạn lựa chọn luôn. Đó các bạn nhìn nha. Đó, nhiều lắm. Búp bê. Búp bê khổng lồ. Cây thông, ấy lộn cái xương rồng này làm cây thông cũng được nè. Đó. Tin chưa? Quay sơ lại nha, quay sơ lại. Trời ơi, mặc áo mùa đông nè. Đẹp ha. Quá trời luôn á. Thế giới đồ chơi nha. Đó, các bạn muốn đặt gì thì liên hệ với shop 0937 899707 để đặt hàng nha. Hoặc nhắn tin Zalo, Facebook Bé Út Chibi 0937 899707. Còn video thì đến đây là kết thúc rồi. Hẹn gặp lại ở video sau nha. Bye bye.